Tống Đồ Nhi tự chôn vùi sự nghiệp đã đành, còn kéo theo loạt nghệ sĩ xuống hố cùng mình. Một khi sự nghiệp của Tống Đồ Nhi sụp đổ sẽ dẫn đến mất công ty và nghệ sĩ Cbiz cũng thiệt hại nặng nề. Trước đó nữ diễn viên vướng phải tin trốn thuế với số tiền lên tới 45 triệu nhân dân tệ. Theo cập nhật mới nhất từ Soho, một nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ EQC thuộc tập đoàn Baidu thông báo, bộ phim truyền hình Vô Ưu Độ do Tống Đồ Nhi và Nhậm Gia Luân đóng chính đã bị đắp chiếu. Trước đó đoàn phim phải chuẩn bị và quay trong vòng 5 năm để Vô Ưu Độ được dự kiến lên sóng vào tháng 9, nhưng bất ngờ vướng phải scandal trốn thuế của nữ chính nên mọi công sức như đổ sông đổ bể. Đáng chú ý, Sina đưa tin vụ bê bối của Tống Đồ Nhi khiến các đối tác thiệt hại hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Vì cô nàng là nữ chính của nhiều dự án lớn có mức đầu tư kinh phí cao, nhiều công ty hàng đầu như EQC, Tencent, Chính Ngọ Dương Quang, mỗi dự án phim đều mất tới hàng năm trời để thực hiện. Đạo diễn Đặng Khoa được cho là người có số nhỏ nhất, bởi lẽ bộ phim Khom Lưng của ông đã chuẩn bị trong vòng 4 năm. Đây còn là dự án đầu tiên mà công ty Đặng Khoa tự làm ra, nhưng hiện tại có nguy cơ phải chôn vùi vĩnh viễn. Bên cạnh đó, việc phim không thể lên sóng còn khiến các bạn diễn của Tống Tổ Nhi như Nhậm Gia Luân, dự án Vô Ưu Độ, Nữ Vũ Ninh Khom Lưng, Trung Đơn Thành đóng khung phim chế tạo gian nan, bị vạ này có thiệt hại không nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, phần lớn những nhãn hàng hợp tác với Tống Tổ Nhi cũng gặp phải kiếp nạn khi người đại diện vi pháp luật. Cụ thể, ngày 30 tháng 8, thương hiệu chăm sóc Pantene công bố nữ diễn viên là người đại diện, nhưng đến ngày 1 tháng 9 khi nữ diễn viên vướng tin đồn tiêu cực, thương hiệu này đã xóa bài đăng bắt đầu xử lý các thông tin liên quan đến nàng Tiểu Na Cha. Thêm nữa, các đài truyền hình lớn như Bắc Kinh, Hồ Nam, Chất Giang, Giang Tô, An Huy đều xóa bỏ tin tức liên quan tới Tống Đồ Nhi. Theo Soho, động thái này cho thấy scandal trốn thuế ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của nữ diễn viên sinh năm 1998. Có thể cô sẽ đánh mất sự nghiệp kéo dài gần 20 năm khi mới bước sang tuổi 20 năm.